hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn ý nghĩa màu sắc vòng cổ của mèo. Thì đây là chiếc vòng cổ màu đỏ. Thì màu sắc vòng cổ của màu đỏ bên mình á, ý nghĩa là những bé mèo trên 10 tuổi. Đây là chú Bon. Cổ màu xanh lá có ý nghĩa là xanh lá. Và những vòng cổ này á, mình đeo cho mấy bé thì á, mấy bé này á là hơi hung dữ ha. Thì mấy bé mình sẽ hạn chế vuốt mấy bé ha. Quay cái bụng nó kìa. Vòng cổ màu vàng bên mình đó là sẽ dành cho mấy bé là từ 10 cho tới 5 tuổi ha. Rồi bấm vào được không? Không biết đâu. Vòng cổ màu hồng là dành cho những bé mèo con dưới 5 tuổi nha các bạn.